3 dấu hiệu có thể tử vong của bệnh tay chân miệng. Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang vào cao điểm mùa dịch. Trẻ mắc tay chân miệng thường có các biểu hiện sốt, tổn thương ở da, rát đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, đa phần trẻ mắc bệnh diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong. 3 dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh tay chân miệng diễn biến nặng, cha mẹ phải hết sức lưu ý. Thứ nhất, trẻ sốt trên 38,5 độ kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt. Thứ hai, trẻ hay giật mình, đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Thứ ba, trẻ quấy khóc dai dẳng kéo dài, cụ thể, trẻ có thể quấy khóc nhiều, thậm chí là quấy khóc cả đêm không ngủ. Nếu trẻ có một trong 3 triệu chứng nêu trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên chủ quan tự theo dõi ở nhà, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.